Trong tầm giá từ 23 đến 25 triệu đồng thì nên lựa chọn mẫu xe số phổ thông nào? Thông qua video ngày hôm nay, mình sẽ gửi tới các bạn hai mẫu xe. Một là dòng xe Honda Webby phiên bản 110 của năm 2024 hoàn toàn mới, đã có mặt tại Lý rồi các bạn nha. Và mẫu xe thứ hai, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng xe RX các bạn đang theo dõi trên màn hình, là dòng xe Yamaha Sirius phiên bản 115 FI của năm 2024, cũng là những phiên bản mới luôn. Và mình sẽ so sánh cụ thể giữa hai mẫu xe này, đưa ra quyết định lựa chọn một cách cụ thể. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Webby phiên bản 110 của năm 2024 với phiên bản thể thao màu xanh đậm mới nhất của năm 2024 luôn các bạn nha. Hiện tại mẫu xe này đã có mặt ở đại lý rồi, vừa được Honda Việt Nam cho ra mắt. Và thông qua video ngày hôm nay thì mình sẽ review chi tiết và mẫu xe, so sánh cụ thể với dòng xe Yamaha Sirius phiên bản 115 FI để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Về cơ bản thì tổng thể thiết kế trên xe không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ phần đầu xe được đập đi và xây lại mới các bạn nha. Với hệ thống đèn xi nhan được làm to hơn, kết hợp thêm đó là bổ sung thêm hệ thống đèn định vị cho xe. Màu sắc xe cũng được bố trí thay đổi lại một chút. Còn hệ thống đèn pha cốt vẫn như phiên bản của năm 2023. Đây các bạn có thể theo dõi này, hệ thống đèn định vị được bổ sung thêm trên phần đầu xe của mẫu xe RX. Nó sẽ giống với dòng xe Yamaha Sirius phiên bản 115 được ra mắt từ năm 2020 đến giờ các bạn nha. Cũng sẽ được bổ sung thêm hệ thống đèn định vị. Tuy nhiên thì mẫu xe Sirius đèn định vị nó sẽ được đưa lên trên phần hệ thống đèn pha của xe. Đây là phiên bản thể thao cao cấp nhất trên mẫu xe này, được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc với ngàm phanh phía trước giảm sóc phía sau và logo RX in nổi 3D được sơn màu đỏ. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý. Trang bị cho xe vẫn là khối động cơ 110 phân khối. Và mẫu xe này khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó vượt trội hơn, chỉ ăn xăng ở mức là 1,56 lít trên 100 km. Các bạn có thể theo dõi bằng tem dán năng lượng trên màn hình ở đây. Tiết kiệm hơn hẳn so với phiên bản trước đây là 1,7 lít trên 100 km và tiết kiệm hơn so với dòng xe Yamaha Sirius phiên bản 115 FI khi ăn xăng ấy ở mức là 1,65 lít trên 100 km các bạn nha. Khối động cơ hiện tại cho ra công suất là 6,46 kW, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Khối động cơ này thì vẫn tương tự như phiên bản của năm 2023. Còn lại các nội dung trên xe như là phần mặt đồng hồ, các nút chức năng phím bấm, rồi chìa khóa trang bị 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên là tương tự giống với phiên bản của năm 2023 thuộc dòng xe RX. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý. Chỉ cần đưa chìa khóa vào vị trí switch, sau đó các bạn ấn một phát là có thể mở được yên xe trên mẫu xe RX này. Vị trí phần phía đuôi xe cũng tương tự giống so với phiên bản cũ, không thay đổi quá nhiều. Tích hợp chung đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe để tạo ra cái sự gọn gàng cho mẫu xe này. Hiện tại với mức giá bán là 25 triệu 600 nghìn đồng cho mẫu xe RX phiên bản mới năm 2024. Đây là phiên bản thể thao, phanh đĩa vành đúc các bạn nha. Xe có mức giá bán là 25 triệu 600 nghìn đồng. Còn lại những phiên bản thấp hơn như phiên bản đặc biệt màu đen nhám trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa, giá chỉ 23 triệu 300 nghìn đồng. Còn phiên bản thấp nhất là phiên bản phanh cơ vành nan hoa, giá sẽ là 22 triệu tròn. Các bạn có thể lưu ý nha. Giá bán đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể tham khảo với dòng xe RX. Với mẫu xe này thì mình nghĩ rằng khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó, kiểu dáng thiết kế thon gọn của nó đã ăn sâu vào tâm trí khách Việt Nam chúng ta rồi, làm lên tên tuổi của Honda và được rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam chúng ta quan tâm trong thời điểm hiện tại. Đây chắc chắn là một dòng xe đáng để quan tâm và mong đợi cho năm 2024 sắp tới. Các bạn có thể theo dõi một cách cụ thể thông qua video ngày hôm nay của kênh Giá Sốt các bạn nha. Tiếp đến, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng xe RX là mẫu xe Yamaha Sirius phiên bản 115 FI của năm 2024 với một phiên bản cao cấp nhất, với màu sắc cực kỳ đẹp và cuốn hút, cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc. Tuy nhiên, giá bán của nó rẻ hơn khá nhiều so với dòng xe RX mà mình vừa kể tới để các bạn cùng tham khảo nha. Phiên bản này là phiên bản màu bạc đỏ cam, rất ấn tượng và đẹp luôn. Như mình đã giới thiệu rồi, hệ thống đèn pha cốt phía trên kết hợp với đó là hai đèn định vị ở phía bên ở hai bên luôn trên phần đèn pha cốt của xe. Kết hợp với đó thì hệ thống đèn xi nhan ở phần phía dưới. Nội dung này thì không thay đổi so với những phiên bản trước đây của mẫu xe Sirius phiên bản 115 này. Đi kèm với đó trang bị cho xe sẽ là cái hệ thống phanh đĩa vành đúc với ngàm phanh bột bít tông. Tuy nhiên điểm nhấn quan trọng ấy là Yamaha luôn tạo dựng cho nó những màu sắc này, tem xe cực kỳ đẹp và ấn tượng. Đặc biệt là cặp mâm ấy được sơn màu đỏ cam rất đẹp và ấn tượng luôn các bạn nha.
khối động cơ hiện tại là 115, cho ra công suất mô men xoắn nhỉnh hơn so với dòng xe Rig trong thời điểm hiện tại. Đây các bạn có thể nhìn ngang xe cho mình luôn. Phiên bản này cũng được trang bị cái logo RC được in nổi 3D các bạn nha. Thiết kế cũng rất là thon gọn, tạo ra cảm giác lướt gió, góc cạnh. Hiện tại Sirius phiên bản 115 FE này cũng đã được Yamaha Motor Việt Nam trau chuốt hơn, mang nhiều tính trung tính hơn để phù hợp với nhiều lứa tuổi sử dụng hơn. Nên các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Chắc chắn đây cũng sẽ là một sự lựa chọn với những bạn trẻ yêu thích dòng xe Yamaha Sirius. Mẫu xe này nó sẽ thiết kế thể thao hơn đôi chút so với dòng xe RX trung tính toàn bộ. Các bạn có thể theo dõi. Mặt đồng hồ thiết kế đơn giản thôi nhưng lại chứa đựng đầy đủ các cái nội dung để người lái có thể dễ dàng quan sát, vừa tăng tính hiện đại các bạn nha. Các nút chức năng phím bấm trên xe thì tương tự giống dòng xe RX. Chìa khóa cũng 4 trong 1 luôn, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Như mức teo nhiên liệu mình đã giới thiệu rồi, nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với RX ấy, là 1,65 lít trên 100 km. Tuy nhiên thì mình thấy rằng ấy, hai mẫu xe ăn xăng là ngang nhau thôi. Toàn bộ cái tem giá năng lượng ấy, nó chỉ là một cái gì đó gọi là lý thuyết thôi. Còn các bạn tùy theo điều kiện sử dụng các bạn, đi đường xá khác nhau, cách chạy khác nhau thì nó sẽ ăn xăng ở mức cao hơn các bạn nha. Đây chỉ là toàn bộ lý thuyết ở cái mức ga là 50 km/h, cùng với đó là điều kiện địa hình là ngang bằng nhau. Hệ thống đèn hậu phía sau của xe cũng được thiết kế rất là thon gọn luôn, tích hợp chung đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe. Có thể nói cái màu sắc của mẫu xe Yamaha Sirius nó sẽ đa dạng hơn ở các phiên bản, các cái nội dung. Với mức giá bán hiện tại của mẫu xe này là 23.900.000 đồng cho phiên bản cao nhất này các bạn nha. Trong khi đó thấp hơn thì giá bán vào khoảng tầm 21.200.000 cho phiên bản phanh cơ vành nan hoa, rồi 22.300.000 cho phiên bản phanh nha đĩa vành nan hoa. Tức là mức giá bán hiện tại của mẫu xe Sirius phiên bản 115 FE này sẽ rẻ hơn so với mẫu xe RX FE phiên bản của năm 2024. Nên có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Với mỗi mẫu xe nó sẽ có những điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Sirius ấy thì nó sẽ có nước đề mạnh mẽ hơn, còn RX ấy nó sẽ cho ra nước hậu là ok hơn các bạn nha. Mình có thể đưa ra thêm một số nội dung như vậy để các bạn có thể theo dõi. Với những bạn nào quan tâm, hoàn toàn các bạn có thể lựa chọn mẫu xe ở đây rất là ok luôn. Hoặc có thể lựa chọn tới dòng xe RX năm 2024 này với khối động cơ mới, tính thì tùy chọn mới, đáng để quan tâm và lựa chọn với những cái màu sắc cũng khá là đẹp và ok, thể thao, phong cách với 3 sự tùy chọn khác nhau. Và đó toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cùng tham khảo. Rồi, cảm ơn này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Sức Đốc các bạn nhé. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.